Kính chào quý vị và các bạn ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2020. Kính mời các bạn xem bản tin Phúc Vượng Ngân lao vào cuộc chiến ghế Tổng Bí Thư. Đại hội 13 của Đảng Cộng sản Việt Nam sẽ diễn ra trong 4 tháng tới. Cuộc đua vào tam hay tứ trụ ngày càng gay cấn. Vị trí lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản Việt Nam là vị trí đỉnh cao của quyền lực trong hệ thống chính trị. Hiện nay đang có 3 ứng cử viên sáng giá mà dư luận thường gọi là cuộc đua tam mã giữa Thường trực Ban Bí thư Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Trần Quốc Vượng, Thủ tướng Chính phủ Việt Nam, ông Nguyễn Xuân Phúc và Chủ tịch Quốc hội, bà Nguyễn Thị Kim Ngân. Nhà nghiên cứu lâu năm về Việt Nam, giáo sư Ca Thầy của Học viện Quốc phòng Úc đưa ra nhận định rằng ông Trần Quốc Vượng là ứng cử viên nổi bật nhất cho chức Tổng Bí thư Đảng. Đây là hình ảnh ông Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng dắt tay ông Trần Quốc Vượng, Thường trực Ban Bí thư, nhân vật số 2 của Đảng bên lề cuộc họp của Bộ Chính trị của Đảng Cộng sản Việt Nam tại Hà Nội vào ngày 21 tháng 6 năm 2019. Giáo sư Ca Thầy phân tích như sau. Ông ấy có bầu dày kinh nghiệm qua thời gian công tác ở Viện Kiểm sát Nhân dân tối cao và các cơ quan của Đảng gồm Chánh văn phòng Trung ương Đảng năm 2011, Ủy viên Ban Bí thư tháng 5 năm 2013 và Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Trung ương vào năm 2016. Việc ông được bổ nhiệm làm Thường trực Ban Bí thư vào tháng 3 năm 2018 đã đưa ông trở thành nhân vật cấp cao trong hệ thống tôn ti trật tự của Đảng Cộng sản. Hơn nữa, theo truyền thống bất thành văn bản trong chính trị Việt Nam là vị trí lãnh tụ cao nhất của Đảng thường giao cho người miền Bắc, nên yếu tố ông Vượng quê ở Thái Bình được coi là một điểm cộng. Về lý thuyết, ông Trần Quốc Vượng năm nay 67 tuổi đã quá tuổi để tiếp tục đứng trong Bộ Chính trị có vai trò đầu não của Đảng trong khóa tới. Mặc dù vậy, giáo sư Thayen đã chỉ ra rằng ông Vượng có phần chắc chắn sẽ được Trung ương Đảng Cộng sản nhận là trường hợp ngoại lệ đặc biệt theo một quy định vào hồi tháng 2 năm 2020 của Đảng. Hơn nữa, ông Trần Quốc Vượng còn là cánh tay phải của ông Trọng, đương kim Tổng Bí thư Chủ tịch nước và nhận được sự hậu thuẫn mạnh mẽ từ ông Trọng. David Holt, nhà quan sát chính trị Việt Nam cũng dự đoán là ông Vượng sẽ ngồi ghế lãnh đạo Đảng nếu hệ thống tứ trụ tái diễn. Tuy nhiên, nếu có sự hợp nhất vĩnh viễn giữa người đứng đầu Đảng và người đứng đầu nhà nước, thì đương kim Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc sẽ là ứng cử viên sáng giá, một phần cũng bởi vì ông có nhiều kinh nghiệm hơn ông Vượng trên chính trường thế giới. Đây là hình ảnh ông Thủ tướng Chính phủ Việt Nam Nguyễn Xuân Phúc tại cuộc họp Thường trực Chính phủ về phòng chống đại dịch viêm phổi Vũ Hán vào ngày 26 tháng 7 năm 2020. Nhà bình luận David Hood nhận định như sau, ông Phúc đã cải thiện đáng kể năng lực của Việt Nam trong 4 năm qua và đã giành được nhiều lời khen vì đã xử lý được đại dịch viêm phổi Vũ Hán. Trong đó Việt Nam đã không ghi nhận trường hợp tử vong nào cho đến cuối tháng 7. Nguồn tin đề nghị ẩn danh tiết lộ với Đài Tiếng nói Hoa Kỳ rằng Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sẽ vẫn tại vị thêm một nửa nhiệm kỳ, khoảng 2 năm, để phòng ngừa xung đột quyền lực trong nội bộ Đảng. Nguồn tin đưa ra lý giải, theo kế hoạch trước đại hội, thì ông Nguyễn Phú Trọng sẽ nhường ghế cho ông Trần Quốc Vượng, đồng thời giao Quân ủy Trung ương và Đảng ủy Công an cho ông Vượng. Nhưng Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc không chấp nhận điều này. Do đó, ông Phúc đã chiêu dụ nhiều tướng lĩnh công an nhằm làm yếu thế của ông Vượng trước đại hội. Do đó, ông Trọng sẽ phải ngồi lại để tránh việc ông Vượng bị thôn tính và như vậy sẽ ảnh hưởng đến an toàn của ông Trọng sau khi rời chức danh. Học giả David Hood nhận định, nếu ông Phúc và ông Vượng bị coi là quá chia rẽ, thì đương kim Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân sẽ là một phương án cho chức vụ tối cao. Đây là hình ảnh Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân tuyên thệ nhậm chức vào sáng ngày 31 tháng 3 năm 2016. Nhà bình luận này nhận định như sau, một ứng cử viên khác cho ghế Tổng Bí thư là bà Nguyễn Thị Kim Ngân, người phụ nữ đầu tiên giữ chức vụ chính trị lớn trong lịch sử gần đây của Việt Nam. Là Chủ tịch Quốc hội từ năm 2016, bà Ngân nằm trong cái gọi là tứ trụ, mặc dù ghế này thường được ít coi có quyền lực và có ý nghĩa nhất trong 4 chức vụ còn lại. Mặc dù bà Ngân được cho là đang tham gia cuộc đua, nhưng có ý kiến cho rằng Đảng chưa sẵn sàng cho một nữ làm Tổng Bí thư. Thật vậy, vấn đề này Việt Nam đã tụt hậu 6 năm so với các nước láng giềng Cộng sản Lào, nơi bà Pani được bổ nhiệm làm Chủ tịch Quốc hội Lào vào năm 2010, đã trở thành người phụ nữ đầu tiên đạt được một vị trí quyền lực ở Viêng Chăn. Tuy nhiên, không nên xóa bỏ khả năng Đảng sẽ có lãnh đạo nữ. Về mặt kỹ thuật, bà Ngân đứng thứ hai trong Bộ Chính trị sau ông Trọng và bà là một trong số ít thành viên đã ngồi trong cơ quan chính trị chóp bu này trong 2 nhiệm kỳ. Nói chung là điều kiện tiên quyết cho ghế lãnh đạo của Đảng. Hơn nữa, chính ông Nguyễn Phú Trọng cũng đã từng là Chủ tịch Quốc hội trước khi ông ngồi chiếc ghế Tổng Bí thư vào năm 2010, tức là đã có tiền lệ cho con đường thăng tiến này.
ông David Hood đã mô tả ở bà Ngân hơi thiếu điều mà ông gọi là hấp lực chính trị, mà nó có thể là vừa là điểm yếu lại vừa có thể là lợi thế của bà. Đây là hình ảnh Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 12 của Đảng Cộng sản Việt Nam họp phiên bế mạc vào sáng ngày 28 tháng 1 năm 2016, công bố danh sách Bộ Chính trị, Ban Bí thư, Ủy ban Kiểm tra Trung ương. Ông tiếp tục nhận định, không rõ là bà ngồi ở đâu trong cỗ máy của Đảng, bà có phải là một nhà kỹ trị như ông Phúc với mục tiêu là nâng cao năng lực của chính phủ hay không, hay bà thuộc về phe nặng về tư tưởng của ông Trọng, vốn bị ám ảnh bởi việc tái khẳng định giá trị đạo đức về nền tảng tư tưởng của Đảng. Liệu bà có phải là một trong những người theo chủ nghĩa dân tộc chống Trung Quốc, người muốn thiết lập quan hệ chặt chẽ hơn nữa với Washington để đảm bảo bảo vệ lợi ích lãnh thổ của Việt Nam ở Biển Đông khỏi âm mưu bành trướng của Bắc Kinh hay không? Hay là bà lại ngả về phe thực dụng trong cuộc tranh luận khi muốn duy trì mối quan hệ chặt chẽ giữa hai đảng với Bắc Kinh và đi dây giữa các siêu cường? Nhưng vì bà không được coi là ngả về phe nào trong bối cảnh đảng có khuynh hướng khác nhau, nên bà có thể sẽ trở thành một ứng cử viên lý tưởng nếu người ta coi cân bằng lợi ích là cách tốt nhất. Tuy nhiên, theo tác giả, bà Ngân vẫn xếp hàng sau ông Phúc và ông Vượng. Vấn đề không hẳn ở chỗ là bà là nữ, mặc dù đối với một số người thì là vấn đề, mà là vì bà thiếu kinh nghiệm hành chính và chính sách đối ngoại của ông Phúc, cũng như sự hậu thuẫn từ người thầy đầy quyền lực dành cho ông Vượng. Việc bà là người miền Nam và chức vụ Tổng Bí thư hầu như luôn thuộc về người miền Bắc cũng là điểm bất lợi cho bà. Ông Phúc, người gốc miền Trung, ít gây tranh cãi hơn. Và nếu bà Ngân không nhận được chức Tổng Bí thư vào kỳ chuyển giao quyền lực tới, tác giả cho rằng bà sẽ được dự kiến rời Bộ Chính trị vào năm tới. Một dự đoán nhận định nhiều đồng tình của các nhà quan sát ở Việt Nam là Việt Nam sẽ lại có một nữ chủ tịch quốc hội để thực nghiệm cam kết rõ ràng của Đảng về sự bình đẳng hơn. Đây là hình ảnh bà Trương Thị Mai, hiện là Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Trung ương Đảng, trưởng ban dân vận Trung ương. Giáo sư Ca Thầy dự đoán bà Trương Thị Mai sẽ là chủ tịch quốc hội vào năm sau dựa trên hai cơ sở như sau. Thứ nhất, bà Mai được xem là người có đủ phẩm chất trong một số các ứng cử viên đạt tiêu chuẩn. Bà có bằng cử nhân luật và bằng thạc sĩ quản trị công, là đại biểu quốc hội từ khóa 10, tức là năm 1997 cho đến khóa 13 năm 2016 và được bầu vào Trung ương Đảng năm 2011. Thứ hai, bà là phụ nữ duy nhất trong số các ủy viên Bộ Chính trị đương nhiệm. Tiến sĩ Lê Hồng Hiệp đã viết vào tháng 5 rằng người kế nhiệm bà Ngân có thể sẽ là bà Trương Thị Mai, trưởng ban dân vận Trung ương, hoặc ông Phạm Minh Chính, trưởng ban tổ chức Trung ương. Ông Hiệp dự đoán rằng nếu Đảng muốn duy trì một đại diện nữ ở vị trí tứ trụ, bà Mai sẽ nắm ghế này. Nếu kinh nghiệm được đặt trên giới tính thì ông Chính có cơ hội tốt hơn. Quý vị và các bạn vừa theo dõi chương trình truyền hình trực tiếp của Lê Trung Khoa, Thời báo.de ngày hôm nay thứ Tư ngày 16 tháng 9 năm 2020 với bản tin Phúc Vượng Ngân lao vào cuộc chiến kế Tổng Bí thư. Quý vị hãy chia sẻ video này cho nhiều người biết và bấm theo dõi YouTube và Facebook của Thời báo.de và hẹn gặp lại các bạn vào bản tin lần tới. Từ Berlin, Cộng hòa Liên bang Đức, Trung Khoa, Thời báo.de.